Ngồi thiền thì cái khác. Cái người tu thiền là khác đó, tức là họ không uống, không ăn là vì họ không có ra mồ hôi. Họ điều chỉnh hơi thở cho nên họ thở rất nhẹ. Cơ thể của họ ngồi yên không có hoạt động, cho nên năng lượng không tiêu. Cho nên cái người mà ngồi thiền, đi vào ngồi thiền thì cái trường hợp người ta ngồi được cả tuần lễ được là chỗ này. Tại vì cái năng lượng không tiêu hao cho nên người ta có thể ngồi lâu được, ta không ăn. Còn mình tụng niệm lễ bái, làm việc thì cái này đương nhiên mình có tiêu hao hơn. Còn ta ngồi thiền ta không. Vì vậy đó mà những người họ chứng từ sơ quả đi lên đó, phần nhiều họ chọn cái ngồi thiền hơn. Thế nên ngồi thiền hơn để người ta tu, chứ người ta không lễ bái giống